Xin chào quý vị khán giả của VTV Cup của Football. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những diễn biến tiếp theo của giải vô địch bóng đá 7 người sinh viên quốc gia VNB Cup năm 2022. Đây là những diễn biến ở khu vực bảng A, bảng đấu mà có lẽ là duy nhất ở thời điểm hiện tại cả 4 đội bóng đều vẫn có thể góp mặt ở vòng đấu tứ kết. Như vậy là trận đấu bắt đầu. Trong hiệp tiến đầu tiên thì đội chủ nhà Đồng Nha Trang trong trang phục màu xanh sẽ bảo vệ cầu môn phía tay trái hướng theo dõi của quý vị và các bạn. Trường Dũ. Và chắc chắn các đội bóng sẽ phải giữ gìn nền tảng thể lực tốt. Dứt điểm. Tình huống dứt điểm của cao thủ cao đẳng FPT Polytechnic. Cái tên quen thuộc đó là Văn Bằng. Rất căng. Đội bóng mà chúng ta đang theo dõi ở trận đấu này là đội bóng FPT đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Rất nguy hiểm. Pha sút phạt cực kỳ chất lượng của Phạm Văn Bằng. Bóng đi lắc cực kỳ khó chịu. Nhưng thủ thành Công Danh đã có một tình huống phản xạ nhanh để đâm bóng chịu phạt góc. Ta cùng xem lại pha bóng này. Đường bóng đi rất đẹp. Người phạt góc cho cao đẳng FPT. Goal! Tỷ số được mở. Tình huống phối hợp đá phạt góc cực kỳ ấn tượng của cao đẳng FPT Polytechnic. Người ghi bàn đó là Hà Trường Thọ. Tình huống chạm bóng cực kỳ tinh tế. Đúng là khi trong mình có một huấn luyện viên kinh nghiệm như là Nguyễn Ngọc Thanh Phú thì những tình huống dàn xếp đá phạt của cao thủ cao đẳng FPT Polytechnic chưa thể có một tình huống nguy hiểm. Tình huống bắt bóng rất đơn giản của Minh Khang. Trong bóng đá thì không có tính chất bắt cầu. Trường Dũ. Và dứt điểm đầu tiên của Trường Dũ trong trận đấu ngày hôm nay, nhưng đó là một tiếng dứt điểm không trúng đích. Hoàng Trường. Trường Dũ. Khả năng che chắn bóng rất tốt của Trường Dũ. Cầm bóng và đi lên. Có thể dứt điểm. Wow, quá đẹp. Có thể nói là số 10 đội trưởng của Đại học Nha Trang Trường Dũ làm tất ăn cả trong rất nhiều những trận đấu rồi. Bàn thắng thứ tư của Trường Dũ ở giải đấu năm nay. Cơ hội đã được thắp lên đối với các thủ Đại học Nha Trang. Trường Dũ lùi về sân nhà. Anh cầm bóng qua hai cầu thủ của Đại học Cao đẳng FPT Polytechnic, sau đó dắt bóng thẳng sang phần sân của đội bóng áo cam, dứt điểm rất mạnh bằng chân không thuận. Lần này thì trong một tình huống bị che mắt, thủ thành Minh Khang bên phía cao đẳng FPT Polytechnic đã bị đánh bại 1-0. Trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn hơn rất nhiều. Bùi Nguyễn Minh Quân đánh đầu rất đáng tiếc, hai chạm bóng của Hải Biên. Cầu thủ vào sân thay người của cao đẳng FPT Polytechnic. Không có lỗi, cần phải chuyền bóng sớm hơn trong tình huống vừa rồi. Rất nhiều lợi thế cho Đồng Nha Trang. Goal! Không vào. Lỗi của Cao Cường với thủ thành Công Danh bên phía Đồng Nha Trang. Pha xử lý rất bình tĩnh của Hà Trường Thọ. Lại là dấu ấn của Phạm Trường Dũ. May mắn cho khung thành của cao đẳng FPT. Bóng rơi cột dọc. Quá tiếc nuối dành cho Đại học Nha Trang với tình huống dứt điểm vừa rồi của Phạm Trường Dũ. Vòng loại VSC khu vực miền Nam trong màu áo của Mimi. Chúng ta có một lần nữa xem lại pha đánh đầu rất hay này của Phạm Trường Dũ. Rất cơ bản, dừng chân không rất lâu, sau đó đánh đầu về phía góc xa. Rõ ràng là thủ thành Huỳnh Nguyễn Minh Khang của cao đẳng FPT Polytechnic. Hay
Và đúng lúc này tiếng còi kết thúc trận đấu, các trọng tài đã vang lên, tỷ số là 1-1. Đại học Nha Trang đã chính thức dừng bước ở giải đấu năm nay với vị trí cuối cùng ở khu vực bảng A. Trong khi đó thì cao đẳng FPT Polytechnic là đội xếp thứ 3 và họ sẽ phải chờ đợi những kết quả tiếp theo ở những bảng đấu khác. Và Đại học Kinh tế Quốc dân là đội bóng nhất bảng. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tạm nghỉ chút phút để chuẩn bị tới với những trận đấu ở các khu vực bảng B.